Xin chào các anh ạ, đến với video số 63 của kênh Đồ Câu Tokyo Japan nhé. Hôm nay em lại lên một ít mái và một ít cần cho mấy anh em chơi tham khảo luôn nha. Có cần lua nè, cần đánh ngâm bạo lực luôn ha, đánh cá bạo lực cho mình luôn nha. Cần Ika, đó, cần lua mái ngang luôn ha. Một ít mái nha luôn nha mấy anh. Rồi em đến với mái trước nhé, con mái mã số 1 đây. Con mái này là con mái Shimano Holiday Pin 1000 ha. Size thực của nó là cũng là 1000 luôn, đến từ hãng Shimano. Về ngoại hình của tổng thể của nó thì còn khoảng 80% nha, do bị vết xước theo thời gian ha, vết trầy xước theo thời gian nhưng không đáng kể nha. Cầu cước 1.5 là được 130m, cước số 2 100m và cước số 3 là 65m ạ. Đó. Mô bin sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà vẫn còn, cần gạt mượt mà con lăn còn sáng nha. Đổi tay quay trái phải được luôn ạ. Đây. Máy chạy có tiếng e rất là đã luôn nha mấy anh. Đấy, đảo chiều, một chiều có tiếng kêu, hai chiều tắt tiếng kêu cho mình luôn. Con máy này tay quay dạng gập luôn ha, rất là gọn gàng cho mình luôn nè, bỏ ba lô hoặc là túi xách đều được nha. Đấy. Con máy là hàng Malaysia xuất Nhật ạ. Máy hoạt động tốt, con máy mã số 1 em bán với giá là 300k, hàng Malaysia xuất Nhật 300k. Đấy. Đến với con máy mã số 2 ạ. Một con máy hàng Korea xuất Nhật nha. Đây, đến từ hãng Ryobi. Con máy xây thực 3000 ạ. Ratio là 5.2 ha. Con máy này câu lua đồ cũng tốt nè. Lua thì ratio cao thì đỡ mỏi tay ha. Bầu cước 0.22 thì được 200m, 0.25 thì được 150m nha. 0.3 thì được 100m nè. Mình câu ngâm, câu sông, câu bè đều được hết luôn nha mấy anh. Mô bin sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà vẫn còn ha, cần gạt mượt mà con lăn còn sáng luôn. Đổi tay quay trái phải đều được, chốt chặn đầy đủ cho mình luôn nha. Chốt chặn nằm dưới này ha. Con máy này là cối hợp kim nè, thân là carbon ha, nó rất là gọn nhẹ luôn cho mình nha. Đó. Độ mới cao không lỗi lầm luôn nha mấy anh. Hoạt động máy đây ạ. Chốt chặn đảo chiều, máy hoạt động tốt ha. Máy mã số 2 em bán với giá là 250k thôi ạ. Mã số 2 250k. Đến với con máy mã số 3 ạ. Một con máy đến từ hãng con máy này là đến từ hãng Shimano luôn nè. Đấy. Titanus Tomorrow GT ha, xây thực tầm khoảng 2000 ạ. Con máy này chạy với 3 bạc đạn luôn nha. Cầu cước số 2 là được 160m, cước số 3 110 và cước số 4 là 90m ạ. À. Con này full carbon ha, kháng mặn cho mình được luôn nha mấy anh. Đấy. Mô bin sóng nè, cần gạt mượt mà. Con lăn sáng về ngoại hình tổng thể còn khoảng 90% mấy ạ. À. Hoạt động máy ok nè, tay quay bằng kim loại khá là chắc chắn cho mình được luôn nha. Đó. Chốt chặn nó có tiếng nghe rất là ok nè. Hàng Korea xuất Nhật ạ, à. Mã số 3 em bán với giá là 280k, 280k cho con máy này. Đến với con máy mã số 4, một con máy hãng Olympic Mamiya đây ạ, à, Super Challenger VX800B, xây thực thì tầm khoảng 3000 ạ. À. Máy chạy với bạc đạn luôn. Con máy này là vào cước số 3 là được 150m, cước số 4 100m và cước số 5 là 80m ạ. À. Cầm khá là chắc tay luôn nha mấy anh. Con máy này full carbon ạ. À. Đấy. Mô bin sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà vẫn còn. Cần gạt thì cũng mượt mà luôn, con lăn còn sáng ha. Đổi tay qua trái phải, chốt chặn nó nằm dưới này nha. Hoạt động máy đây rất là êm mượt cho mình luôn ha. Đảo chiều, chốt chặn đầy đủ hết nhé. Con máy mã số 4 hoạt động tốt, em bán với giá là 180k. Con máy mã số 4 180k. Đến với con máy mã số 5 ạ. Con máy này full carbon, đến từ hãng Olympic đây, C-Plex 900, xây thực của nó tầm khoảng 4000 ạ. À. Còn cước số 3 là được 225m, cước số 4 là 160 và cước số 5 là 125m nha. Con máy kim loại này tải khỏe lắm nha mấy anh. Hàng nội địa Nhật luôn ạ. À. Đấy, tay quay dạng gập cho mình, có nút gập cho mình luôn nè. Mô bin sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà vẫn còn thanh, cần gạt ngược mà nè, con lăn thì còn sáng luôn nha. Đổi tay quay trái phải đều được. Một chiều có tiếng kêu, hai chiều tắt tiếng kêu cho mình luôn, chốt chặn đầy đủ. Con máy này rất là khỏe luôn nha. Con máy mã số 5 em bán với giá là 369k, 369k cho con máy này. Đến với con máy mã số 6, một con máy đuôi chuột ạ. À. Đây, hàng Thái Lan xuất Nhật, size của nó thì tầm khoảng là 3-4 ngàn ạ. À.
Đấy. Mua pin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn rất là thanh luôn nha. Con máy đến từ hãng Daiwa. Vào cước 2.7 là được 260m, cước 3.6 thì được 180 và cước 5.5 thì được 100m ha. Xây thực thì tầm khoảng 4.000. Đấy. Nấm con nằm dưới này nha mấy anh, hoạt động còn tốt nè. Đấy. Máy hoạt động bình thường ha. Đổi tay qua trái phải đều được luôn, máy rất là êm mượt nha. Chốt chặn đầy đủ nè. Đảo chiều. Đấy. Máy hoạt động bình thường. Con máy mã số 5 em bán với giá là mã số 6 ạ. Mã số 6 320k, mã số 6 320. Đến với con máy mã số 7, một con máy hàng Việt Nam xuất Nhật nha. Xuất qua thị trường Nhật Bản theo tiêu chuẩn của Nhật Bản nha mấy anh, thẳng ABS luôn nè. Đấy, con máy Daiwa ha. À, con máy Liberty 3.500 nha, còn cước số 4 là được 200m. Cước số 5 là được 150m nha, cối là hợp kim nhá, thân là carbon nha. Con máy này nó để 3.500 nhưng mà xây thực của nó không phải 3.500 đâu nha mấy anh, cái tên thôi nha. Cái xây thực của nó là tầm khoảng 5.000 ạ. Con máy này xây tầm khoảng 5.000 nha, con máy còn rất là đẹp nè. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nhẹ nhẹ nha, cần gạt mượt mà luôn, con lăn còn sáng cho mình luôn ha. Đó, đổi tay quay trái phải đều được luôn, tay quay dạng gập được luôn nè. Đấy. Cái tay cầm dạng núm nha, rất là chắc chắn cho mình luôn ha. Đấy. Chốt chặn. Đảo chiều. Con máy mã số 7 hoạt động tốt, em bán với giá là 450k, 450. Đến với con máy mã số 8. Con máy kim loại đây ạ. Cái cối này là cối carbon nha mấy anh. Cái thân là hợp kim ha. Con máy Daiwa Spinter ST1500B nha. Xây thực của nó tầm khoảng 6.000 ạ. 5-6.000 nha. Mô pin sóng nè. Đấy. Vào cước số 4 là được 270m, cước số 5 là 210, cước số 6 170 và cước số 7 là 140 nha. Xây thực khoảng tổng khoảng là 5-6.000 ạ. Hàng nội địa Nhật luôn ạ. Đấy. Cần gạt mượt mà nè. Con lăn còn sáng ha. Mấy con máy này tải cá rất là khỏe nha. Hoạt động máy. Máy hoạt động ok nè. Chốt chặn. Đấy. Đó, tiếng kêu nghe rất là đã tai ha. Con máy mã số 8 em bán với giá là 469k, 469k. Đến với con máy mã số 9 ạ. Con máy Olympic. Đây, em ghi 4.000 ha, chạy với ba bạc đạn. Con máy này rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Ratio là 4.27 ạ. Vào cước số 5 là được 330m. Cước số 6 265m. Cước số 4 là được 150 nha. Xây thực tầm khoảng 6.000 nha. Đấy, con máy này thì nó tải cá lớn vô tư luôn ha. Rất là khỏe. Tay quay dạng gập cho mình được luôn nha. Cái thiết kế của cái con máy này nhìn đẹp quá. Đấy. Có logo in nổi cho mình luôn nhé. Con máy này còn rất là mới, độ mới cao, không lỗi lầm luôn. Hàng nội địa Nhật ha. Hoạt động máy đây ạ. Máy hoạt động tốt luôn nhé. Rất là êm mượt luôn. Một chiều có tiếng kêu, hai chiều tắt tiếng kêu cho mình luôn. Con máy mã số 9 em bán với giá là 750k, 750 ạ. Rất là đẹp, con máy rất đẹp. Đến với con máy mã số 10 ạ. Cũng là một con máy hợp kim nguyên khối luôn. Đấy. Đến từ hãng Daiwa. Nó bị mất cái tem như bên này rồi nhá. Đây nè. Bên này nó bị mất cái tem giống như cái đây ha. Con máy Spotlight nè, ST4 Ratio là 4.7 ạ. Đến từ hãng Daiwa nhá. Vào cước số 3 là được 280m, cước số 4 200 và cước số 5 là 150 nha, xây thực tầm 6-7.000 nha mấy anh. Đây. Cần gạt mượt mà nè. Con lăn sáng ha, đổi tay quay trái phải đều được, chốt chặn đầy đủ, hàng nội địa Nhật ạ. Hoạt động máy. Máy hoạt động êm mượt nè. Chốt chặn đầy đủ cho mình luôn. Đó. Con máy mã số 11 em bán với giá là 550k, một con máy Spotlight ST4. Đến với con máy mã số 12 ạ. Con máy mã số 10 rồi, là đây là con 11 nha mấy anh. 11. Một con máy Daiwa Million Match.
Đấy, chạy với hai bạc đạn luôn. Đây. Vào cước số 16 là được 170m nha, cước số 18 là 150 và cước số 20 là được 125m nha. Đấy, con máy này xây thực tầm khoảng 10 cho tới 12 ngàn nha. Đấy, con máy rất là cầm, rất là chắc tay nè, hợp kim nguyên khối ạ, hàng nội địa Nhật Bản. Đây. Đấy. Cái này không phải là bị mất cái nắp chụp đâu nha mấy anh. Nó là chỉ như vậy thôi đó. Đó, người ta thiết kế như vậy thôi. Chứ đâu có nắp chụp gì đâu nhé. Mô hình sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà còn rất là thanh luôn, cần gạt rất là mượt mà. Con lăn còn sáng nha. Đấy. Hoạt động máy đây ạ. Máy hoạt động rất là mạnh nha. Chốt chặn. Máy hoạt động rất ok. Con máy mã số 11 em bán với giá là 1.150.000, 1.150.000 cho con máy này nha. Đây, trong đây nó có cước sẵn hết trơn này. Cái cối này rất là nhiều cước luôn nha. Đấy, anh nào mà ấy thì em để cước cho mấy anh về chơi tham khảo luôn nha. Mã số 11, 1.150.000. Rồi em qua cần nhé. Cây cần mã số 1 đây ạ. Là một cây cần mái ngang nha mấy anh. Một cây cần mái ngang ha. Phôi phíp. Khoen là kim loại nè. Đấy. Mình lỡ mình câu cá xong gì đó ha thì nó cũng chắc ăn ha, nó cũng đỡ bể xứ cho mình luôn nha. Đấy, cây cần rất là ok nè. Độ mới của cây cần này còn tầm khoảng 80% ạ. Còn tem đầy đủ luôn nhưng nó hơi bị mờ nhé. Cây cần này nó có trọng lượng là 182g, ngọn là 2.4 ly nha. Cây cần mã số 1. À, chiều dài nó tầm khoảng 1.8 ạ. Em bán với giá là 190k, 190k cho cây cần mã số 1 này, một cây cần lua máy nha. Đến với cây cần mã số 2, một cây cần máy đứng đây, cây cần tay cầm cán mút, rất là êm ái cho mình luôn nha. Đó, cũng là khoen kim loại luôn. Đây, khoen lớn đây, cần lua nha. Trọng lượng của cây cần này là 145g, ngọn là 2.5 ly ạ. Độ cứng là M nha mấy anh, độ cứng M ạ. Đấy. Cây cần mã số 2 này em bán với giá là 180k thôi ạ, 180k cho cây cần này. Đến với cây cần mã số 3. Đây, cây cần này nó có cái tay cầm là bằng carbon nha mấy anh. Đấy, phôi phíp, khoen kim loại luôn. Một cây cần màu xanh lục nè, đó. Đó mà câu cá thì gặp cá lớn thì cũng đỡ bể xứ nha. Khoen kim loại thì rất là chắc chắn cho mình luôn. Trọng lượng là 168g, ngọn là 2 ly ạ. Đấy. Cây cần này dài là 1m68 nha mấy anh. Trọng lượng là 135g, ngọn là 2 ly nha. Em bán với giá là 250k nha, 250k cho cây cần mã số 3 này. Đấy. Anh nào mà có thích cây cần hoặc là con máy nào mà chưa rõ hình ảnh và thông số á, có thể inbox vào Zalo ha, hoặc là liên hệ trực tiếp với em ha, em gửi hình ảnh cho mình luôn nha và thông số chi tiết rõ ràng cho mình luôn nha. Cây cần mã số 4, một là cây cần máy đứng, tay cầm cán mút cho mình luôn. Đấy. Cây cần này nó có độ cứng là ML, chiều dài là 1m8 ha. Đây. Đấy. Tải mồi là 1/8 OZ cho đến 5/8 OZ nha, tải cá từ 4 cho tới 10 kg được luôn ha. Đấy, cây cần này khỏe nè. Đấy. Khoen là khoen kim loại luôn nha mấy anh. Trọng lượng của cây cần là 114g nha, ngọn là 2.3 ly ạ. À. Ngọn 2.3 ly cho mình luôn ha. Về ngoại hình của nó thì bị một vài vết trầy xước theo thời gian nha, nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng của cây cần đâu ạ. À. Cây cần mã số 4 em bán với giá là 150k, 150k thôi. Đến với cây cần mã số 5. Đấy. Tem đầy đủ cho mình hết luôn, một cây cần máy đứng. Đấy. Cũng là khoen kim loại luôn. Tay cầm cán mút nha, bát còn rất là ổn áp này. Trọng lượng là 120g ha, ngọn là 2.2 ly, chiều dài là 1m8 ạ. À. Chiều dài 1m8. Đấy. Về ngoại hình của nó thì còn tạo hơn 85% nha. Cây cần này còn đẹp nè. Khoen là khoen kim loại luôn. Đó, khoen to nha, lua tốt. Đấy. Ngọn của nó là 2.2 ly nha mấy anh. Cây cần mã số 5. Chiều dài là 1m8, em bán với giá là 150k thôi ạ. À. Cây cần này 150k, quá rẻ. Đến với cây cần mã số 6 ạ. À. Đây. Cái phôi này là phôi carbon nha mấy anh. Đó, cây cần lua máy đứng nè, tay cầm cán mút nè. Đó.
Cái cân này có trọng lượng là 148 gram ạ. Thông số nó nằm ở đây nha, tải mồi từ 5 cho tới 16 gram được luôn này. Đó, lô quay đây. Phôi carbon ạ, màu xám và màu xanh ombre với nhau rất là đẹp luôn nha. Khoen rất là to, đây khoen sứ luôn cho mình nha, rất là đẹp ha. Đấy. Ngọn của nó là 1.2 ly đó, 1.2 ly nè. Đấy, ngọn rất là dẻo luôn cho mình luôn nha. Đấy, câu tôm luôn cũng được ha. Đấy. Cái cần mã số 6 em bán với giá là 390k ạ, 390k. Chiều dài là 1m8 ạ, chiều dài 1m8. Đến với một cặp cần nha. Hôm nay em sale một cặp cần như vậy là 269k nha, cặp cần mã số 7 đây. Một cặp cần lua ha. Đó. Hai cây nó giống nhau nha mấy anh, em không bán xé lẻ đâu nha. Anh nào mà ưng thì lấy đại một cặp về nha. À, cái cần này là 1m8 nè, trọng lượng là 113 gram ha, độ cứng là M. Đây. Tay cầm cán mút rất là êm ái cho mình luôn nha. Đấy, cái cần này là cần máy đứng ạ. Khoen là khoen sứ nè, rất là đẹp nha. Ngọn của nó là 2.4 ly ha. Ngọn dày nha. 2.4 ly. Một cặp như vậy là chỉ 269k thôi. Độ mới cao không lỗi lầm luôn nhé. Đấy. 269k mã số 7, 269k một cặp cần. 1m8. Đến với mã số 8 ạ. Một cây phôi phíp đỏ nè. Một cây cần mái ngang nha, phôi phíp đỏ 1m68, độ cứng là ML nè. Đấy, trọng lượng của cây cần này là 190 gram nha. Ngọn là 2 ly ạ. Cây cần này cái phôi rất là đẹp ạ. Đó. Đấy. Cái khoen này là khoen kim loại luôn nha mấy anh, rất là chắc chắn nha. Đó, đỡ bể sứ ha. Đây. Cái cần mã số 8 em bán với giá là 190k cho một cây cần mái ngang 1m68 nè. Đây, cây cần này quá đẹp, thông số đầy đủ hết trơn trên này luôn nha. Đây, hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. Tải mồi từ 10 cho tới 21, từ 7 cho tới 21 gram nè, mình tải nhái thật luôn, mình chơi luôn cũng được nha. Đấy, thông số đầy đủ cho mình hết luôn ha. Đây, 1m68 này rồi. Mã số 8 190k thôi, giá hạt rẻ luôn nha. Đến với cây cần mã số 9 ạ. Đây. Một cây cần Daiwa, hàng Đài Loan xuất Nhật luôn đây mấy anh ơi. Đấy, đến từ hãng Daiwa nha. Cây cần này là cây cần mái đứng ạ, 1m7 nha, trọng lượng là 121 gram. 121 gram. Đấy, khoen là khoen kim loại luôn nè, cũng là cần 2 khúc luôn nha. Đấy. Ngọn của nó là 1.9 ly thôi ạ, 1.9 ly. Quá là ok cho cây cần này. Cây cần mã số 9, một cây cần lua. Đấy, 1m7 nha. Em bán với giá là 220k thôi ạ, 220k, một cây cần lua mái đứng nha. Đấy. 220k. Rồi, đến với cây cần mã số 10 nha. Nó có túi đầy đủ cho mình luôn nha mấy anh. Đấy, nó là cái túi như này á. Một cây cần Ika ha. Đây. Cái cần này là chiều dài của nó là 1m98 nha. Tem vàng đầy đủ cho mình luôn ha. Đây. Trọng lượng của cây cần này là 153 gram. Một cây cần lua rất là xịn sò luôn nha. Đấy, rất là đẹp luôn nè. Đẹp từ gốc cho tới ngọn luôn nha. Đấy. Phôi carbon xoắn ít 2 da. Ngọn là 1.8 ly, độ cứng là MH ạ. Đấy. Thông số nằm dưới này đầy đủ hết luôn nha mấy anh. Tải mồi từ 10 tới 20 gram nè. Từ 12 cho tới 26 gram, em đọc lộn. Từ 12 cho tới 26 gram nha, tải nhái thật luôn đều được. Tải cá từ 5 tới 10 kg ha, anh nào mà kỹ năng cao xíu ha, tải cá hơn được vậy nữa nha. Đấy. Cây cần này cái phôi của nó rất là chắc chắn luôn nha mấy anh, cầm rất là chắc tay luôn nha. Phôi carbon xoắn ít 2 da nè. Đấy. Cây này là cây cần lua mái ngang ạ. À. Cần lua mái ngang. Ngọn của nó là 1.8 ly. Đấy. Độ mới cao không lỗi lầm luôn ạ. À. Rất là đẹp ha.
tem đồ đầy đủ hết cho mình luôn. Đấy, em quay từ từ cho má anh xem nhé, cận cảnh của cây cần này nhé, rất là đẹp ạ. Cây cần này rất là ok. Đấy, cây cần mái ngang, lua mái ngang ha. Đấy, phôi carbon xoắn ít hai da. Đây, rất là đẹp nha, có cái logo nhìn này rất là ok. Đây, Ika ha, cần Ika. Cái cần mã số 10 em bán với giá là 750k ha, còn túi đầy đủ cho mình luôn nhé. Đấy, đến với cây cần mã số 11 ạ. Cái cần này nó có chiều dài là 2m1 nha, nó tem đầy đủ cho mình luôn ha, độ cứng là 20 nha, một cây cần lua ha. Đấy, ngoài lua thì nó còn có thể ra câu ngâm nha, câu bè đó nha. Đấy, câu ngâm, câu bè, câu sông đều được ha. Một cây cần mái ngang nè, tay cầm cán mút ha, rất là êm ái cho mình luôn. Đấy, trọng lượng là 130g ạ, ngọn của nó là 1.5 ly nha. Đây, 1.5 ly, cây cần này cái phôi rất là đẹp ạ. Đấy, 1.5 ly ha. Đấy, cái ngọn nè, rất là dẻo luôn. Cái cần mã số 11 ạ, em bán với giá là 500k, mã số 11 500k, tem đầy đủ hết cho mình nhé. Đấy, 2m1 ạ, 2m1, cần 2 khúc 2m1. Quá đẹp cho cây cần này. Đến với một cây cần mã số 12 ạ. Đây cũng là một cây cần lô luôn nhé. Đây, độ cứng là M ạ, chiều dài là 2m1. Đấy, tải cá từ 3 tới 8 kg được luôn nha. Cây cần này là cây cần máy đứng nè, tay cầm cán gỗ bần. Đó, màu xanh đen ha. Đấy, phôi là phôi carbon xoắn luôn nha mấy anh. Cây cần này rất đẹp ạ, giá cũng mềm mại cho mình luôn ha. Trọng lượng của cây cần này chỉ có 120g thôi ạ, 120g thôi nha. Đấy, ngọn của nó là 2.4 ly ạ, khoen là khoen lõi sứ đây, rất là đẹp nè. Đấy, khoen rất là đẹp luôn ha, ngọn là 2.4 ly nè. Cây cần mã số 12, một cây cần lua 2m1, em bán với giá là 219k thôi ạ, 219k cho cây này. Cây cần này quá đẹp, 219k, 2m1. Cây cần mã số 13 là một cây cần lua bạo lực nha anh, mấy anh. Đấy, cây cần 2m4 nha, Peron Rush nè. Đấy, tay cầm cái bát là rất là đẹp nè, tay cầm cán mút luôn. Đây, độ mới cao nha. Đấy, khoen nè, khoen bát hãng nha, khoen rất là đẹp luôn. Số 13 199k, hôm nay sale cái cây này rẻ cho mấy anh chơi luôn nha, chứ thường là em bán giá hơn 200 mấy đấy. Rồi, một cây cần cuối cùng đây, cây cần mã số 14 ạ. Cây này 2m4 nha, 2m4 nè, một cây Win Raron. Hôm bữa có cái anh nào hỏi em á, mà hàng nó hết rồi, hôm nay nó về nữa nè. Đấy, nên em có gì anh bóc lại cho em nhé. 2m4, độ cứng của nó là từ 60 cho tới 100 luôn nha. Nó tải dây PE từ dây số 3 tới dây số 6 được luôn ạ. Đấy, tải cá và tải mồi vô tư luôn ha. Cái cần này nó có trọng lượng là 200g nha, ngọn của nó là 3.6 ạ. Cái cần này rất là khỏe ha, câu ngâm nè, câu bè nè. Đấy, đánh cá bạo lực nè, săn hàng đánh cá lớn đều rất là ok nha. Phôi là phôi carbon xoắn nè, rất là đẹp luôn ha. Đấy, phôi carbon xoắn rất là đẹp cho mình luôn nè. Đấy, cái vân xoắn rất là đẹp ha. Cái cần này quá hoàn hảo đi. Độ cứng thì 60 cho tới 100 luôn, tải mồi thì vô tư nha. Đó, 2m4 ha. Cái bát rất là đẹp đây nè mấy anh ơi. Đấy, rất là đẹp ha. Cây cần mã số 14 em bán với giá là 380k, 380k cho cây cần 2m4 nha. Cái khổ này em còn 2m1 nữa nha mấy anh. Đấy, khổ này em còn 2m1 nữa nha. Đấy, anh nào mà không thích dài thì lấy khổ 2m1 thì inbox em gửi hình cho xem nha. Đấy, rồi, 2m4, 380k.
cái cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại em ghi trên màn hình ha, hoặc là Zalo của em số 0329737399 ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em. Chúc các anh đi câu thuận lợi và vui vẻ ạ. Được nhiều cá luôn nha mấy anh. Đấy. Chào các anh.